nhằm góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, hạn chế ủn tắc trên địa bàn thành phố Hà Nội, đặc biệt trong các giờ cao điểm từ ngày 2 tháng 6, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp bố trí lực lượng phân luồng giao thông, chống ủn tắc giao thông tại 62 vị trí trên địa bàn thành phố. Hà Nội hiện có 55 chốt tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm và 7 chốt tại các khu vực bến xe khách liên tỉnh. Theo yêu cầu của Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đội trưởng các đội thanh tra giao thông vận tải quận, huyện, thị xã có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng trong công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc giao thông.